mc chúng tôi là chiến sĩ bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho chồng btv hoàng linh của chương trình chúng tôi là chiến sĩ nhiều lần chia sẻ tình yêu mãnh liệt dành cho ông xã mạnh hùng trên trang cá nhân mc chúng tôi là chiến sĩ hoàng linh không ngại thể hiện tình cảm dành cho ông xã mạnh hùng trên mạng xã hội cô đăng tải nhiều hình ảnh lãng mạn của cả hai cùng những lời nhắn ngọt ngào mới đây cô chia sẻ dòng trạng thái áp nhẹ vài tấm ảnh anh em mình tình tứ chỉ với một thông điệp giản dị anh hùng đoàn ơi nhà cửa bụi bẩn lắm rồi anh về đi anh Vắng tổng đạo diễn thì còn có phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn. Chứ còn vắng anh ai sẽ tổng vệ sinh nhà cửa? Hoàng Linh và Mạnh Hùng công khai chuyện tình cảm vào năm 2016. Chồng của nữ MC làm công việc quay phim tại đài truyền hình Việt Nam, trước đây cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con trai riêng. Hoàng Linh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm, lãng mạn của hai vợ chồng lên trang cá nhân với nhiều chia sẻ đầy cảm xúc ngoài hoàng linh nhiều btv mc truyền hình cũng không ngại chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân mc đan lê và đạo diễn khải anh yêu nhau từ thuở học trò sau những sóng gió đến nay họ vẫn bên nhau mặn nồng và có một tổ ấm hạnh phúc trên trang cá nhân đan lê thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã trong dịp sinh nhật khải anh cô gửi lời nhắn vì tất cả những gì chúng ta đang có chẳng biết chúc anh thêm điều gì nhân ngày sinh nhật chỉ mong sao dẫu chân lý của cuộc đời là mọi thứ đều thay đổi thì tình yêu đôi mình luôn đầy, lòng bao dung đủ lớn, niềm tin bền chặt và nụ hôn mãi dài. Hồi tháng 2, cặp uyên ương kỷ niệm 9 năm hôn nhân. Đạo diễn mê cung viết dòng tâm sự hài hước nhưng cảm xúc. 9 năm, vẫn chưa chán mấy. Cũng vui, cũng nhiều lần phát điên. Cũng đau, cuối cùng thấy, vẫn hạnh phúc. MC Phí Linh kết hôn, vào tháng 6 năm ngoái, và, đã hạnh phúc đón con đầu lòng. Chồng cô là Lê Hoàng Linh phó trưởng phòng tiếng Anh. Ban truyền hình đối ngoại VTV 4 đài truyền hình Việt Nam. Trước lễ cưới, Phí Linh khá kín tiếng, không công khai chuyện tình cảm. Song hiện tại, cô thoải mái khoe ông xã trên trang cá nhân. MC sinh năm 1989, từng tâm sự về nửa kia của mình. Một người không cần cao lắm, vẫn đủ che chở cho tôi. Không cần giàu có, vẫn chăm sóc tận răng, không cần đẹp theo kiểu soái ca, vẫn hút hồn tôi, vì nụ cười nhân hậu. BTV thời sự Thu Hà vốn cũng là người rất kín tiếng chuyện riêng tư, sau khi lên xe hoa, vào cuối năm ngoái thỉnh thoảng cô đăng ảnh ông xã trên trang cá nhân, đó là những bức ảnh kỷ niệm trong các chuyến du lịch nghỉ ngơi của cặp uyên ương. Chồng Thu Hà là Việt Dũng, làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa, cô chia sẻ cả hai làm bạn lâu năm nên có sự thấu hiểu cả trong công việc lẫn cuộc sống, chúng tôi là bạn đã lâu nên rất hiểu nhau và người này thông cảm cho công việc của người kia, tôi nghĩ đó là điều quan trọng trong tình yêu biên tập viên 8x nói về ông xã đừng im lặng hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại